Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 18 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Trong những ngày Tết, 27 chi nhánh thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trực 50% ngoài quản lý các tuyến kênh và hồ đập, lực lượng thủy lợi còn tập trung cấp nước phục vụ chăm sóc lúa chiêm xuân. Từ hôm nay, mùng 3 tháng Giêng, nông dân Thanh Hóa đã bắt đầu xuống đồng chăm sóc lúa trà xuân sớm, xuân chính vụ và gieo cấy lúa xuân muộn. Các đơn vị thủy nông liên tục vận hành máy bơm và dẫn nước để bổ sung, tạo nguồn cho các diện tích đồng cao, ruộng ở cuối kênh tưới dưỡng. Trong những ngày Tết thì tinh thần của anh em thì vẫn trực đầy đủ và bám sát công trình, thường xuyên kiểm tra công trình và báo cáo kịp thời khi công trình có sự cố. Và dự báo là trong những ngày tới thì sẽ có nắng hạn xảy ra, cho nên là đến hiện tại bây giờ thì mực nước vẫn đảm bảo an toàn để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Trong những ngày Tết thì chi nhánh thủy lợi Nông Cống cũng đã tập trung tổ chức để anh em trực sản xuất, bố trí cán bộ công nhân viên là thường xuyên túc trực ở trên các tuyến kênh để dẫn nước tưới dưỡng cho cái diện tích đã được gieo cấy của vụ chiêm xuân. Trước Tết Nguyên đán, các đơn vị thủy nông đã cấp đủ nước cho trên 114.000 hectare trong hợp đồng gieo cấy lúa xuân sớm. Trước, trong và sau Tết thì chúng tôi căn cứ vào cái ý kiến chỉ đạo của tỉnh và ý kiến chỉ đạo của công ty thì 100% số cán bộ, công nhân viên, người lao động các đơn vị đã ứng trực ở tất cả các vị trí, các công trình đầu mối, 75 hồ đập, hơn 220 trạm bơm. Đối với hệ thống tự chảy thì chúng tôi cung cấp đủ nước để tưới dưỡng. Với hệ thống các trạm bơm thì căn cứ vào cái nhu cầu dùng nước của các địa phương, chúng tôi sẽ cung cấp nước để cây lúa phát triển cũng như là phục vụ cái mục tiêu chống rét cho cây lúa. Theo dự báo, đến giai đoạn giữa và cuối vụ chiêm xuân, khả năng hạn hán, xâm nhập mặn với cường độ cao sẽ xảy ra. Do đó, cùng với việc tập trung bơm nước phục vụ gieo cấy, tất cả các đơn vị thủy lợi đã thực hiện triệt để việc dự trữ nước mặt ruộng và tưới luân phiên. Nhiều điểm sung yếu do đồng cao, đồng vàn ở Nông Cống, Quảng Xương, Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Ngọc Lạc, Như Thanh và Cẩm Thủy, các đơn vị thủy lợi đã sẵn sàng phương án lắp máy giã chiến nếu có tình trạng thiếu nước cục bộ. Cùng với bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ nhân dân vui Tết đón xuân, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường tuần tra kiểm soát, vừa tuyên truyền nhắc nhở, vừa xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là vi phạm về nồng độ cồn. Mặc dù các lực lượng chức năng đã tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở và cảnh báo, tuy nhiên vẫn có không ít người dân vẫn sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ tính trong 4 ngày nghỉ Tết, từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 2, lực lượng cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã phát hiện, lập biên bản xử lý 469 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền trên 1,8 tỷ đồng. Từ nay đến hết Tết Nguyên đán và cả trong thời gian diễn ra các lễ hội đầu xuân, lực lượng cảnh sát giao thông công an Thanh Hóa sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm nồng độ. Người dân cần tự giác chấp hành nghiêm các quy định về giao thông, không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Để đảm bảo an ninh biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đồn biên phòng chủ động ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, tăng cường đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật. Nhằm đảm bảo ổn định an ninh biên giới chính trị, trật tự an toàn xã hội, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng đối phó với các tình huống, không để bị động bất ngờ. 32 đồn biên phòng đều chủ động bám nắm địa bàn, cùng với chính quyền địa phương tuần tra bảo vệ chặt chẽ khu vực biên giới, nhất là khu vực có đường mòn, lối mở. Chúng tôi cũng đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân sự cũng như là cấp ủy chính quyền địa phương để làm tốt cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cũng như là giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới. Chúng tôi đã cử lực lượng xuống các cái địa bàn để nắm tình hình nhân dân cũng như là nắm bắt những cái khó khăn vướng mắc, rồi kêu gọi các cái doanh nghiệp đỡ đầu vào để chăm lo các cái dịp Tết cho nhân dân. Thanh Hóa có đường biên giới đất liền dài hơn 213 km qua 16 xã thị trấn của các huyện Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Thường Xuân. Đây là khu vực có địa hình rừng núi phức tạp, nhiều đường mòn, lối mở nên các loại tội phạm thường lợi dụng để hoạt động. Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm các loại tội phạm thường lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Lực lượng biên phòng cũng tuyên truyền vận động người dân thông tin tố giác những hành vi vi phạm pháp luật, tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh biên giới. Trong dịp Tết Nguyên đán này, Trung tâm vận hành Nông Cống đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo vận hành an toàn lưới điện truyền tải, cung cấp điện liên tục và ổn định, phục vụ nhân dân. Trung tâm vận hành Nông Cống thuộc Công ty Truyền tải điện Thanh Hóa có nhiệm vụ cung cấp điện cho khu vực tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh lân cận. Vào thời điểm cuối năm, trung tâm đã bảo dưỡng toàn bộ lưới truyền tải, tăng cường kiểm tra, xử lý khiếm khuyết trên các tuyến đường dây và trạm biến áp, đảm bảo sơ đồ kết lưới của các cấp điều độ, nguồn tự dùng tại trạm luôn vận hành tốt. Đặc biệt, trong dịp Tết, trung tâm đã bố trí cán bộ trực 3K liên tục 24/24 giờ để theo dõi chặt chẽ thông số vận hành của hệ thống, đáp ứng các tình huống vận hành khi cần thiết. Chúng tôi cũng đã phổ biến cho cán bộ nhân viên là nắm vững quy trình trong vận hành để khi mà có cái sự cố thì kịp thời cách phát hiện và ngăn chặn để không thể xảy ra cái sự cố lan tràn trên hệ thống lưới truyền tải. Chúng tôi cũng đã phối hợp với tất cả các cái chính quyền địa phương tuyên truyền để mọi người dân phối hợp và chung tay để đảm bảo cái hệ thống lưới truyền tải. Theo dự kiến, khi đóng điện đưa vào vận hành đường dây 220 kV Nậm Sun, Nông Cống, mua điện từ Lào về Việt Nam, trung tâm vận hành Nông Cống sẽ tiếp nhận thêm công suất trên hệ thống truyền tải và phân phối. Việc trung tâm vận hành Nông Cống vận hành ổn định, an toàn lưới điện truyền tải sẽ góp phần giảm áp lực thiếu điện trong mùa nắng nóng, bảo đảm nguồn cung điện cho sản xuất và phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị và các bạn, Thanh Hóa là vùng đất có nhiều di sản di tích và thắng cảnh, các di tích giàu giá trị và được phân bố khắp các vùng miền trong tỉnh. Xác định đây là nguồn lực quan trọng phục vụ đời sống con người và phát triển kinh tế xã hội. Những năm qua, các cấp, các ngành trong tỉnh luôn quan tâm bảo tồn, trùng tu, tôn tạo và phát huy các giá trị di tích di sản gắn với phát triển du lịch. Theo thống kê của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thanh Hóa có 854 di tích đã được xếp hạng, bao gồm 1 di sản văn hóa thế giới, 5 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 139 di tích cấp quốc gia và 709 di tích cấp tỉnh. Những năm qua, tỉnh luôn quan tâm, ưu tiên bố trí kinh phí trùng tu tôn tạo, chống xuống cấp di tích, nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, di tích gắn với phát triển du lịch. Chỉ tính riêng từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Thanh Hóa có 40 dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích được phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng nguồn vốn hơn 341 tỷ đồng. Trong năm 2023, có thêm 5 di tích cấp tỉnh được công nhận, 7 di sản văn hóa được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ngành chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch là chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tốt cái công tác quản lý nhà nước về di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh trên địa bàn toàn tỉnh. Bên cạnh đấy thì chúng tôi sẽ làm việc hết sức là cụ thể với từng địa phương, đặc biệt là những cái địa phương mà có nhiều cái di tích xuống cấp. Chúng tôi cũng sẽ khảo sát rồi xây dựng kế hoạch báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh, tỉnh ủy để có những cái lộ trình để triển khai tu bổ tôn tạo các cái di tích lịch sử để phát huy tối đa cái giá trị của di tích. Di tích là nơi lưu giữ một phần lịch sử, văn hóa của một vùng đất, nơi lưu dấu những câu chuyện về quá trình dựng nước, giữ nước của dân tộc. Bởi vậy, gìn giữ và phát huy giá trị di tích là nghĩa vụ, trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Qua đó, thể hiện sự trân trọng đối với lịch sử, lòng biết ơn với các thế hệ tiền nhân, tiếp tục phát huy giá trị của di tích để những công trình này mãi trường tồn trong dòng chảy văn hóa của dân tộc và trong tâm thức của các thế hệ người dân. Để giới thiệu, đưa sản phẩm OCOP đến người tiêu dùng, thì Thanh Hóa đã đẩy mạnh chuyển đổi số, hỗ trợ các chủ thể phân phối sản phẩm OCOP qua các sàn thương mại điện tử. Tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ, tập huấn cho các chủ thể OCOP cài đặt, sử dụng tài khoản bán hàng, quy trình bán hàng trên nền tảng số, cách chụp ảnh sản phẩm, live stream bán hàng ngay tại cơ sở sản xuất. Đến nay, có trên 95% sản phẩm OCOP được giới thiệu và bán trên các sàn thương mại điện tử. Bên cạnh đó, các sở ngành địa phương đã chú trọng tổ chức các hoạt động triển lãm, trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn, sản phẩm OCOP tại các sự kiện trong tỉnh, ngoài tỉnh. Thông qua các hoạt động này, tạo điều kiện cho các chủ thể tiếp cận đa dạng khách hàng, sản phẩm được tiêu thụ tăng lên từ 20 đến 30%. Các khách hàng tiềm năng khi mà đã sử dụng sản phẩm thì quay tái sử dụng sản phẩm chiếm tỷ lệ phải đến 80%. Vì vậy mà thông qua các hội chợ này thì cái việc mà chúng tôi quảng bá giới thiệu cũng như là xúc tiến thương mại các sản phẩm đến tay khách hàng thì nó rất là tiện lợi và đem lại rất là nhiều cái hiệu quả tích cực đối với các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa như chúng tôi. Tính đến tháng 1 năm 2024, Thanh Hóa có 464 sản phẩm OCOP của 325 chủ thể sản xuất. Cùng với sự nỗ lực của các chủ thể, sự hỗ trợ của các sở ngành liên quan trong quảng bá, giới thiệu đã giúp mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước cho các sản phẩm, góp phần phát triển chương trình OCOP hiệu quả và bền vững. Bản tin 18 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.